Dạ, chế tạo máy phát cỏ Việt Nam nay view lại cho bà con xem một con phát cỏ ngồi lái. Thì con này thì hôm bữa về á thì em đã test luôn rồi, chưa dọn dẹp. Thì hôm nay là dọn dẹp ok hết rồi, sạch sẽ rồi, bảo dưỡng hết dàn này rồi, kiểm tra bạc đạn rồi, nói chung là làm ok hết rồi. Bà con chỉ việc về dùng thôi, thay mỡ chai nhớt rồi. Thì đặc biệt dòng phát cỏ ngồi lái này á thì rất là đa năng, tại vì con này nó là hai cầu, cầu trước cầu sau, nhưng mà lái bánh sau. Thì con này nó có dàn lệch tâm, mình rút cái chốt này ra đẩy qua chốt bên kia kìa, nó lệch qua bên kia được 8 tấc gì đó, khoảng 8 tấc là dàn lệch tâm mình phát gốc. Thì dòng này thì nó dùng bằng ben thủy lực, ben điện nhưng mà nó là thủy lực, lên đây là lên, gạt xuống là xuống ạ. Đấy, con này như vậy, xài máy 13 HP Honda. Con này thì đang còn rất là đẹp, đẹp lắm. Thì trong cái dòng này thì mình đạp cái này xuống này, rồi mình đề nó mới nổ. Nhưng mà con dao này này, mình thả dao như vậy là nó không cho đề, mình phải ngắt dao nó mới cho đề. Rồi cái này nữa đây. Thì trong này thì nó có hai cái hộc này, là lúc trước khi sử dụng bà con châm nhớt vào đây, bên này nữa nè. Thì châm nhất vào đây là để nó có sợi sên từ trên kia xuống, là nó cứ lâu lâu nó nhỏ 1-2 giọt để bảo dưỡng cho sên đó. Hình thức thì đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nói chung về cái dòng mà máy phát cỏ hay là máy xới đất ấy, thì nó cũng xài chung chung một kiểu là bánh đỡ. Thì trong này nó sẽ có một sợi dây cu loa, khi mình đạp xuống thì cái dây nó thả ra, cái bánh đỡ nó ra là nó ngắt côn. Còn khi nào mà mình thả chân ra thì cái lò xo nó kéo vào thì là nó căng dây cu loa. Thì con này á, đặc biệt á, thì con này á, thì nó xài số nhớt, cho nên là cứ đẩy cần này nè, đẩy về trước thì nó chạy tới, mà đẩy lùi nó chạy lùi, bỏ giữa thì chạy nó đứng im. Thì trong trường hợp mà bà con mà sử dụng á, mà đất đồi hoặc là dốc mà nặng quá thì nó hay hư cái dây này á, thì mình không cần xài cái dây trùng nữa, mà mình xài trực tiếp dây căng luôn, mình xài căng đét luôn, không sao hết. Thì mình không dùng cái chân nữa, mà mình chỉ cần tới cái này bằng cần này, lùi bằng cần này. Nhưng mà bà con thì làm nhẹ nhàng, đừng có làm mà nặng nề quá, ví dụ như tới phát giật phát là lùi là nó đột ngột quá thì nó sẽ mau hư số rồi, hư tùm lum hết. Còn nguyên bản của nó là nó đạp và đạp côn này nè, đạp côn này nó tích hợp thắng luôn, thì cho mình là dừng lại thôi. Nhưng mà trong cái trường hợp mà cái dây nó hay hư á, thì bên Nhật nó thiết kế vậy, mà bất cứ một cái máy xăng, một cái máy phát cỏ nào nó cũng đều là xài bánh đỡ hết, cho nên là nó dễ bị hư cái dây cu loa lắm. Một nếu mà để trùng quá nó cũng hư, mà căng quá thì lại không có được cắt côn được. Cho nên bà con mà dùng máy nào thì của Nhật á, thì nó cũng sẽ phát sinh ra một vài cái trục trặc nhỏ, cho nên là bà con phải hiểu, phải biết, cũng phải hiểu về máy móc một xíu thì mình mới khỏe, chứ còn không biết gì nó cũng phức tạp lắm. Nó nhiều khi rất đơn giản mà thành ra mình không biết gì nó lại là coi như nỗi lặng. Thì cái trong cái này nó cũng vậy này, nó cũng xài hai sợi dây loa, một sợi từ bên này qua, một sợi từ dưới lên, rồi nó xài lắp qua. Nói chung nó cũng hơi loằng ngoằng, cho nên bà con nào xài thì cũng nên tham khảo một xíu ạ. Thì máy nào cũng vậy thôi mà, nó cũng sẽ có một vài cái nhược điểm như vậy. Bên này thì nó xài một con dao lớn nè, bên này xài con dao nhỏ, đường dao 1m2 nha bà con. Thì giờ em test cho bà con xem luôn.
có số ạ, nó tài thủy lực, nên là mình cứ ấn tới là nó tới, và ấn lùi là nó lùi, nhanh chậm cho cái cần sạch sẽ luôn các bạn ạ. Đi chậm chậm nữa thì nó sạch, còn đi nhanh thì nó thường thường nó không sạch đâu. Cỏ này khá là tốt đấy ạ. Dao chứ rồi em chưa có mài, chưa làm gì hết, em chưa định chạm gì, cho nên là nếu mà làm mà ok thì mình phải mài dao lại cho nó sạch sẽ. Làm rất tốt đấy bà con. Con này thì địa hình đang leo dốc đấy ạ, chứ không phải là đi đất bằng đâu, nhưng mà cũng khá là ok. Máy 13 HP mà. Còn nếu mà cỏ mà nó thấp hơn đó thì đi rất là nhanh ạ. Còn cỏ này thì hơi tốt thì chỉ có đi mức độ như này thôi. Đó. Rất từ từ không thả đi, rất là ok. Con này hai cầu mà, leo địa hình tốt lắm ạ. Lái sau, con này là lái sau, cho nên là cái độ ôm cua của nó là rất là nhanh được. Lùi lại cho phát cho nó hết đi, cho ra ngoài này nè, lùi lại phát cái chừa lại nhìn nó xấu đó. Rồi tốt thế này là phát là ok rồi, còn nếu mà cỏ vừa vừa thì phát nó nhanh hơn. Tốt quá thì mình đi hơi chậm nữa, đi chậm hơn, đang xuống dốc ạ. Con này là leo dốc là cực ngon đấy, đi hai đường lên 1m2 là 2m4 rồi. Để vậy chưa có căn chỉnh, chưa làm gì hết, thì em test rồi có cái gì rồi em sẽ căn chỉnh khi giao cho bà con. Đường giao của nó là 1m2, còn nếu mà bà con nào mà cần thì vào trong gốc thì kéo lệch tâm ra phát. Con này đa năng nhất trong các cái dòng phát cỏ ngồi lái, nghiêng ngả đồi núi kiểu gì cũng chơi được. Rất bài bản, lái rất linh hoạt. Đấy, mà leo dốc con này là leo dốc thì cực ngon này. Còn như này tốt, cái này đi 1m2. Rất tiết kiệm xăng. Thì bây giờ xăng dầu nó chênh nhau trong bao nhiêu đâu.